vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Một, hiểu được vai trò của giống cây trồng. Hai, biết được các phương pháp chọn tạo giống cây trồng. Một la mã, vai trò của giống cây trồng. Em hãy quan sát hình 11, trả lời câu hỏi và ghi vào vở bài tập. A. Thay giống cũ bằng giống mới. Năng suất cao có tác dụng gì? B. Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm? C. Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng? Hai La Mã. Tiêu chí của giống cây trồng tốt. Có nhiều tiêu chí để đánh giá một giống tốt. Theo em, một giống tốt cần đạt tiêu chí nào sau đây? một Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. 2. Có năng suất cao. 3. Có chất lượng tốt. 4. Có năng suất cao và ổn định. 5. Chống, chịu được sâu bệnh. Ba La Mã Phương pháp chọn tạo giống cây trồng có rất nhiều phương pháp chọn tạo giống cây trồng một phương pháp chọn lọc từ nguồn giống khởi đầu chọn các cây có đặc tính tốt thu lấy hạt gieo hạt của các cây được chọn và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương nếu đạt được những tiêu chí trên thì nhân giống cho sản xuất đại trà hai phương pháp lai Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Sau đó, lấy hạt của cây dùng làm mẹ gieo trồng, ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống. 3. Phương pháp gây đột biến. Sử dụng tác nhân vật lý như tia alpha, tia gamma hoặc các chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây, hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn gây ra đột biến. Dùng các bộ phận của cây đã xử lý đột biến tạo ra những cây đột biến. Chọn những cây có đột biến có lợi để làm giống. 4. Phương pháp nuôi cấy mô. Tách lấy mô hoặc tế bào sống của cây nuôi cấy trong môi trường đặc biệt sau một thời gian từ mô hoặc tế bào sống đó sẽ hình thành cây mới đem trồng và chọn lọc ta được giống mới ghi nhớ giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất tăng chất lượng nông sản tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng Phương pháp chọn tạo giống cây trồng là chọn lọc, lai, gây đột biến và nuôi cấy mô. Câu hỏi 1. Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? 2. Thế nào là tạo giống bằng phương pháp chọn lọc? 3. Thế nào là phương pháp lai tạo giống? 4. Thế nào là phương pháp tạo giống bằng gây đột biến? 5 thế nào là phương pháp chọn tạo giống bằng nuôi cấy mô